Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong số 31 dự án điện gió đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch với tổng công suất khoảng 1.177,2 MW, đã có 2 dự án công suất 60 MW đi vào hoạt động, 25 dự án với công suất 987,2 MW đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp chủ trương đầu tư và đang triển khai đầu tư. 4 dự án với tổng công suất 130 MW đang thực hiện thủ tục để cấp chủ trương đầu tư. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các dự án nhà máy điện gió Liên Lập, Phong Nguyên, Phong Huy, Phong Liệu và các dự án nhà máy điện gió Gilex 123. Các dự án hiện nay đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, việc thi công các hạng mục phụ trợ cơ bản đạt từ 50 đến 60%, có dự án đã hoàn thành 100% khối lượng, hiện đang tập trung đúc móng trụ tua bin. Một số dự án đã nhập thiết bị về cảng Hòn La và Cửa Việt, một số thiết bị đã về đến chân công trình đang triển khai lắp đặt. Đoàn cũng đã đến thăm cán bộ, công nhân viên, kỹ thuật viên đang thi công tại công trường trạm biến áp 220 kV La Bảo thuộc dự án trạm biến áp 220 kV Đông Hà La Bảo. Đồng chí Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, biểu dương cán bộ, công nhân viên, kỹ thuật viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo đóng điện đúng tiến độ. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như đảm bảo tiến độ thi công các công trình truyền tải điện. Đồng thời đã nỗ lực phối hợp, huy động nguồn lực tối đa để thực hiện dự án trạm biến áp 220 kV Đông Hà La Bảo, quyết tâm thực hiện đầu nối vào tuyến đường dây 220 kV Đông Hà La Bảo trước tháng 6 năm nay, tạo điều kiện cho các dự án điện gió đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng cũng đề nghị các chủ đầu tư tập trung tối đa phương tiện, máy móc, thiết bị nhằm thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra, chú trọng đến công tác đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phối hợp tốt với chính quyền địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện an sinh xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.